Vâng, Thanh Lê Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm nhạc trên khắp mọi miền Tổ quốc thân mến. Vâng, hôm nay trong buổi chiều của ngày 13 tháng 4 năm 2021, cửa hàng âm thanh Lê Hạnh rất vinh dự được chào đón hai vị khách hàng có địa chỉ tại Hà Nội. Hai anh về với cửa hàng âm thanh Lê Hạnh trong buổi chiều của ngày hôm nay thì có lựa chọn được 3 sản phẩm là hai chiếc quạt, một chiếc quạt cây của hãng Sát rất hiếm có và một chiếc quạt Nationa cảm ứng lồng và một chiếc đĩa than. Vâng, sản phẩm thì hai anh khách hàng cũng đã lựa chọn và test thử rồi. Khi những vị khách hàng đồng ý mua sắm các thiết bị bên cửa hàng cung cấp, cửa hàng mới làm những clip thông báo đăng lên kênh của mình cho những vị khách hàng đang theo dõi kênh trên mọi miền được biết những sản phẩm gì đã có chủ và những sản phẩm gì hiện còn bên cửa hàng. Để quý khách hàng có thể biết những sản phẩm bên cửa hàng thường cung cấp thì đều được những vị khách hàng về trực tiếp cửa hàng, hoặc những vị khách hàng không về được trực tiếp thì các bác có thể lựa chọn qua hình thức COD ship hàng tới tận gia đình cho khách hàng. Còn những vị khách hàng ở khu vực Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh thì bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thì có thể gửi xe khách, các bác khách hàng sẽ nhận hàng sớm nhất trong ngày. Vâng, các bác thì đã lựa chọn được hai chiếc quạt giá sáp thì rất hiếm và chiếc quạt cảm ứng đồng thì có màu xanh lá cây. Vâng, vậy cửa hàng cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới vị khách hàng có địa chỉ tại Hà Nội. Vâng, chủ của đoàn thì là anh Nam. Anh đã sắm một chiếc quạt cây và một chiếc quạt lửng. Và bác đi cùng thì có sắm một chiếc đĩa than. Vâng, vậy cửa hàng cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình.